nay là em Huy á, là sắp xếp nguyên một loạt xe Innova mà phơm dáng mới, đời cao và giá tiền có bớt lọc mạnh cho anh chị mình luôn. Đó, anh chị mình thấy nè, đây, thứ nhất là Innova màu bạc đời 2015. Tiếp theo đó đây, Innova màu ghi vàng đời 2016 anh chị ạ. Đó, đây, tiếp tục đây, Innova cũng màu ghi vàng đời 2016 luôn. Đó, nguyên một loạt xe luôn để cho anh chị mình dễ tham khảo và dễ tính toán, để anh chị mình muốn tìm hiểu một chiếc xe mình cũng mua được một chiếc xe hợp lý. Và hôm nay trong cái video này nè, những chiếc xe mà em quay tại bãi á, một á là trước mắt là em bớt lọc cho anh chị mình 10 triệu, hoặc là em bao anh chị mình ra tên mới luôn. Nếu anh chị mình không có thời gian ra tên hay là ngại về cái vấn đề giấy tờ là em hỗ trợ cho anh chị mình hết. Và đây, Innova 2016 nè anh chị thấy không, mặt ga lăng to, kèm theo đó trang bị là đèn gầm, đèn chiếu sáng là đầy đủ hết rồi anh chị. Và gương tích hợp luôn, 2016, và cái giá là 325 triệu. Lý do là anh chị mình biết sao không ạ? Bởi vì xe này là trước đó có chạy dịch vụ. Nhưng mà cái vấn đề á, tuy là chạy dịch vụ hay là gia đình không quan trọng, quan trọng của một chiếc xe cũ á là về phải kiểm tra chất lượng máy móc gầm bệ test. Thì hiện tại là bên em nè, anh chị thấy nè, có nguyên một cái bảng kiểm tra tổng quát của bộ phận kỹ thuật test xe, phải kiểm tra máy móc gầm bệ như thế nào. Và giá bán hiện tại á đang được bán với giá là 325. Em bớt lọc cho anh chị mình 10 triệu khi đến xem xe. Và nếu anh chị mình chốt xe, em cân đối, em giảm thêm một tí lọc nữa cho anh chị mình luôn. Quan trọng là gì ạ? Anh chị mua được một chiếc xe như ý mà em bán được một chiếc xe. Đó. Thì xe này á, trước đó có chạy dịch vụ anh chị. Thường anh chị mình thấy giá 2016 á là tầm khoảng 360-370, nhưng mà xe này đang được bán với giá chỉ có 325. Thì chứng tỏ là trước đó có chạy dịch vụ, mình thu giá mềm, mình cân đối, mình chia sẻ cho anh chị đến một cái giá mềm thôi. Nhưng mà không phải xe dịch vụ nào cũng xấu, như anh chị nè, đây. Tuy là dịch vụ nhưng mà keo chỉ á là còn nguyên zin nguyên bản luôn anh chị ha. Đây đó, keo chỉ là nguyên zin nguyên bản, kèm theo đó là các cái chi tiết xe là anh chị mình thấy nè. Cứ cùng đến với Pháp Anh để trải nghiệm, để kiểm tra. Và hai nữa là những chiếc xe này là hầu như là máy số cũng còn nguyên zin nguyên bản hết luôn anh chị. Nội thất phía trong á, anh chị xem nè, còn cực kỳ đẹp luôn, chứ không phải là xe chạy dịch vụ là xấu là tệ đâu anh chị ha. Những chiếc xe như thế này nè, người ta càng phải chăm sóc nhiều hơn nữa anh chị. Tại vì đó là một cái phương tiện để người ta kiếm thêm thu nhập, và là người ta đi hàng ngày luôn, nên buộc lòng phải chăm sóc và bảo dưỡng tốt. Thì anh chị mình mua xe cũ thì cần những cái chính là gì ạ? Một là xe đi ít, hai là dù có đi nhiều nhưng mà phải chăm sóc, phải bảo dưỡng, phải nói chung là nâng niu, thì đâm ra cái giá trị xe nó mới còn đẹp đó anh chị thấy nè. Cũ số này em chia sẻ luôn nè, cũ số còn rất là đẹp luôn. Rồi những cái chi tiết này nè là không có trầy trụa gì hết. Đây là chạy dịch vụ nhưng mà sau đó là người dân mua về sử dụng gia đình nên người ta dùng rất là kỹ anh chị ạ. Đây, lên màn hình giải trí cho mình, kèm theo đó là tích hợp camera hành trình nữa. Anh chị để ý đi, mình dù là ở quê hay là ở thành thị hay là nông thôn vậy, nhưng mà đi ra ngoài đường mà ô tô gặp á là 10 chiếc là hết, ít nào cũng phải 2-3 chiếc Innova rồi anh chị. Tại vì sao ạ? Tại vì thứ nhất đi gia đình cũng rộng rãi, mà bảo dưỡng sửa chữa giá cũng phải chăng. Thứ hai đi dịch vụ á, xe bền bỉ nữa nên rất là được người dùng ưa chuộng. Còn về những cái chi tiết của chiếc xe này nè anh chị thấy nè, phía trong đây nè, nếu mà đi mà không kỹ á, mà chở đồ hàng hóa đồ nhồi nhét nhiều là những cái này nó trầy hết à. Nhưng mà anh chị thấy không, còn rất là đẹp luôn. Còn keo chỉ ở đây là cũng nguyên zin nguyên bản luôn nè anh chị. Vậy á, là mình chia sẻ cái mong muốn á, là chia sẻ đến với anh chị mình á, là cho anh chị mình hiểu những chiếc xe có chạy dịch vụ nhưng mà không phải là chiếc nào là cũng tệ. Ví dụ như dịch vụ hồi xưa anh chị mình thấy đi, xe mà chạy taxi đúng là tệ thiệt, tại vì hồi đó là xe không có, người ta bào, người ta cài ngày cài đêm nên đâm ra chiếc xe sẽ hao mòn rất là nhiều. Còn bây giờ anh chị thấy không, dịch vụ thì xe quá trời luôn, từ xe điện có, từ xe xăng dầu có đầy đủ luôn, nên á xe dịch vụ không phải là chiếc nào cũng xấu hết. Đó, 2016 nè, xe này á thì cũng đang bán với giá là 325 chị ha, bớt lọc ngay 10 triệu cho anh chị mình. Rồi lên xem xe đi, em cân đối, em hỗ trợ xăng cọ cho anh chị mình về nữa, còn không nhận lọc đó em bao ra tên cho anh chị mình. Đây, rồi tiếp tục em cũng còn nữa nè. Đó, nội thất phía trong á, hồi nãy là ghế đã bọc da, còn bây giờ chiếc này á cũng xe là đã chạy dịch vụ, nhưng mà anh chị thấy không, còn ghế nỉ zin cho mình luôn. Đó, còn ghế nỉ zin cho mình luôn, trần thì cũng trần zin luôn, giá thì cũng 325 triệu. Đó, những cái chi tiết này
anh chị muốn nguyên zin nguyên bản là xe này còn đầy đủ luôn, tấm bi nè. Đó. Gầm còn rất là đẹp luôn. Vỏ xe thì cũng còn khoảng tầm 65-70%. Mâm thì cũng còn đều đẹp cho mình, không bị trầy trụa gì nhiều luôn. Chiếc xe như thế này chứ đâu phải dịch vụ là tệ, phải không anh chị? Và giữ được cái chất á, mà ghế nỉ zin như thế này, chứng tỏ kỹ, kỹ mới được ghế nỉ zin như thế này. Đó. Rồi, chị thấy không? Nè. Sơn còn rất là đẹp luôn nè anh chị. Đây, keo chỉ cũng nguyên zin nguyên bản cho mình luôn. Đó, cứ lên kiểm tra thoải mái anh chị. Xe có sao là mình chia sẻ như vậy để á, anh chị á, có nhiều anh chị em biết á, là cái tâm lý mà mua xe đã qua sử dụng á, nhiều cái suy nghĩ lắm. Thứ nhất là xe hợp mình hay không, thứ hai á, liệu xe có đảm bảo đúng chất lượng, đúng giống như là diễn tả hay không, đúng như cam kết hay không. Thì anh chị mình riêng đến với Pháp Anh là anh chị mình yên tâm, có sao mình chia sẻ như vậy. Và luôn luôn đảm bảo đúng cam kết, đúng chất lượng, và luôn luôn đồng hành cùng anh chị. Bao anh chị quay đầu đi một thời gian, nhiều cũng được, ít cũng được, cứ quay đầu thoải mái. Đổi xe, nâng cấp lên đời ha. Đây, khởi động xe cho anh chị em xem nè. Đó, order hiện tại thì cũng đang báo là 179.000 anh chị. Đó, vô lăng thì đây, hai bên đây thì cũng không phải là hao mòn gì nhiều anh chị ha. Đó, như xe này thì hiện tại là chủ cũ vẫn còn giữ đầu zin luôn, theo xe luôn nè anh chị. Đó, đâu phải xe chạy dịch vụ là xấu đâu anh chị. Rồi, mời anh chị xem cái phần động cơ xe nè. Máy móc á là còn rất là ok. Đó, xe mà cam kết với anh chị mà máy móc nguyên zin nguyên bản là cứ đến kiểm tra thoải mái giùm cho em. Đó. Ví dụ như mình có người thân quen biết coi xe thì cứ đến kiểm tra, và em bao anh chị mình, bảo hành anh chị mình nè, bao đổ hơi 3 tháng cho anh chị mình luôn. Đó, cứ đến kiểm tra thoải mái, lên nhận xe là em thay nhớt mới, lọc nhớt mới cho anh chị mình. Phía trong đây anh chị thấy những cái chi tiết là thắng ABS này, còn rất là mới nè. Đó. Rồi dầu thắng đâu nè. Đó. Nói chung là còn đầy đủ anh chị. Nước mát đồ, tất cả là bên em đã hoàn thiện hết rồi, đã kiểm tra xong hết rồi. Bây giờ chỉ đợi anh chị lên chốt xe và nhận xe thôi. Cái dòng này thì nổi tiếng là bền bỉ rồi anh chị. Động cơ 2.0 thì chia sẻ với anh chị luôn, 2.0 thì thường Innova mức tiêu hao nhiên liệu anh chị mình cứ trừ hao khoảng trên dưới 10 lít giùm em ha. Rồi, anh chị thấy xe nào mà có ấn tượng á, chụp hình biển số xe lại và liên hệ cho em qua cái số hotline là 0777 55 2222. Em sẽ tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho anh chị mình. Innova 2016 xe có chạy dịch vụ cũng 325 triệu, bớt lọc ngay 10 triệu cho anh chị mình. Rồi lên xem xe em bớt lọc tiếp cho anh chị mình nữa ha. Rồi tiếp tục, cũng là Innova luôn, cũng là 2016, gương tích hợp đèn LED, mâm, đúc, đèn chiếu sáng và đèn gầm đầy đủ hết cho anh chị mình luôn. Nước sơn bên ngoài á thì có dặm bát sơn để chiếc xe nhìn liền lạc, cứng cáp và đẹp hơn. Còn về vấn đề bên trong, đây mời anh chị xem. Ghế thì cũng đã bọc da rồi. Đó, ghế thì bọc da, củ số thì còn đẹp nè, vô lăng thì cũng còn tương đối nè, và các cái chi tiết theo xe là cũng còn mới và sáng cho mình. Ở những cái dòng này nè, anh chị mình về đi gia đình chắc chắn là rộng rãi. Tại vì cái dòng Innova anh chị đi 8 người vẫn rộng rãi, vẫn vô tư. Tắp bi nè, còn rất là mới luôn anh chị ha. Đây, keo chỉ là cũng nguyên zin nguyên bản luôn. Nói chung á, những chiếc xe này nè, tuy có chạy dịch vụ thật sự, nhưng mà vấn đề chất xe còn đẹp. Và chia sẻ với anh chị luôn, mình thu xe trước mắt mình, cái quan điểm của bên mình đó là thu xe cho bản thân mình. Nên cái khâu kiểm tra chất lượng bên em cũng cực kỳ quan trọng đó. Mình đóng vai trò là mình cũng là một cái người mua xe trước đó, nên mình phải kiểm tra đúng chất lượng. Rồi mình về á, mình mới dám cam kết, dám bảo hành và chia sẻ chiếc xe đó đến với anh chị ha. Đây, còn tại sao mà em Huy nói cái dòng này á, đi rộng rãi thoải mái anh chị thấy nè. Đó, gia đình á, đi 8 người là ok luôn anh chị ha. Đây, hai dàn lạnh nè, hai dàn lạnh anh chị ngồi hàng ghế này, và hàng ghế sau cùng đều thoải mái hết. Các cái chức năng á, của xe á, là bên em đã kiểm tra hết rồi anh chị. Đó, lên xuống gương rồi điện đèn còi là kiểm tra đầy đủ hết, anh chị mình yên tâm ha. Này, keo chỉ nè cũng còn nguyên zin nguyên bản đó. Những cái chỉ dưới đây nè còn đẹp cho anh chị mình luôn nè, không có sợ mục chỉ hay là mất chỉ anh chị ha. Đó, chi tiết đây trong đây nè, còn rất là đẹp. Và cái dòng này á, tuy á là có chạy dịch vụ anh chị, nhưng mà cũng là cái dòng xe á, trang bị hai dàn lạnh zin theo xe luôn đó. Nên anh chị mình nè, đó,
cùng em theo dõi nè. Chiếc trần của chiếc xe này á, là còn trần zin luôn, chưa có bọc một lớp ni lông bảo vệ nữa. Anh chị lên chốt xe đây, em bọc cái lớp ni lông đó cho anh chị luôn, để giúp mình giữ lạnh tốt hơn và vệ sinh xe dễ dàng hơn anh chị ha. Đó, hai dàn lạnh zin. Ngồi hàng ghế phía trước cũng ok, mà ngồi hàng ghế phía sau này càng ok hơn nữa anh chị ha. Và xe cũng đang được bán với giá là 325 triệu. Anh chị lên, trước tiên anh chị lên là em bớt lọc cho anh chị 10 triệu. Lên đây kiểm tra xe, xem xe. Cần thiết em hỗ trợ săn cọ cho anh chị về tận nhà luôn ha. Còn xe nào mà chưa có màn hình, chưa có cam hành trình, em lên nguyên bộ đồ chơi cho anh chị mình, nếu anh chị mình thích và anh chị mình chốt xe được một chiếc xe phù hợp. Rồi, ba chiếc xe vừa rồi em giới thiệu anh chị mình là 2016 Innova anh chị ha. Xe có chạy dịch vụ, giá là 325 triệu. Bớt lọc ngay 10 triệu, kèm theo đó là cũng cam kết bảo hành đầy đủ, bao quay đầu xe. Còn một chiếc này là em chia sẻ dành cho anh chị kỹ tính hơn. Và anh chị thích một chiếc xe trước đó đi gia đình chứ không phải chạy dịch vụ. Thì anh chị mình biết rồi, xe mà trước đó đi gia đình, người ta chia cho mình thì mình thu tận nhà người dân. Nên người ta chia cho mình chắc chắn cái giá phải đúng với cái giá trị xe. Thì xe này là 2015 đang được bên em bán với giá là 358 triệu cho anh chị mình ha. Xe đẹp thì thu giá không hề rẻ tí nào, nhưng mà mình kiểm tra chất lượng đúng đẹp thì mình bán, mình cân đối cái giá phù hợp thôi anh chị ha. Đó, cũng mâm là mâm đúc nè anh chị, mâm đúc rồi gương cũng tích hợp luôn. Và xe này hồi nãy ba xe kia mình xem là màu ghi, còn xe này là màu bạc. Đây, cùng em xem cái phần nội thất ha. Đó, đây ghế da là bọc ghế da mới luôn anh chị. Đó, tích hợp thêm màn hình rồi và camera hành trình rồi, nên anh chị không mất thêm chi phí nữa. Hiện tại Odo xe đang báo là 110.000 km. Đó, những chiếc xe mà lót sàn á, hầu như là xe người ta đi gia đình nhiều anh chị. Nếu anh chị mà chạy dịch vụ mà trang bị những cái vấn đề này nè, mỗi lần mà vệ sinh rồi hay kiểm tra xe rồi vất vả cực khổ lắm, mà tốn chi phí nữa. Còn đi gia đình người ta lót sàn á, đi người ta sẽ gìn giữ kỹ hơn và nhìn cái giá trị xe nó sẽ đẹp hơn anh chị ha. Còn cái chức năng á thì đây, chị xem nè, hoạt động mượt mà đẹp cho mình. Và đây là những cái nè, nguyên zin nguyên bản hết đây anh chị thấy không, còn rất là đẹp luôn. Còn keo chỉ nè, khỏi phải nói rồi, đã khẳng định xe đẹp, xe gia đình thì keo chỉ hầu như là nguyên zin nguyên bản hết. Tuy chỉ có là nước sơn bên ngoài á, là mình dậm mình bát sơ thôi. Cái này là làm đẹp xe nên á buộc lòng phải xử lý. Còn cái chất lượng xe á, là có cam kết, có bảo hành và đã kiểm tra đầy đủ cho anh chị mình rồi. Đây nè anh chị thấy nè, nhiều khi nói xe đẹp nguyên zin nguyên bản xe gia đình rồi thì diễn tả sơ cho anh chị mình để đợi anh chị mình lên chính tay anh chị mình kiểm tra lại một lần nữa đúng như những gì bên em chia sẻ hay không anh chị ha. Đó, các cái chi tiết này còn rất là đẹp luôn. Cái chi tiết này là nguyên zin nguyên bản theo xe hết anh chị ha. Kính nè, dán phim cách nhiệt đồ đầy đủ cho mình hết luôn. Vỏ xe thì cũng còn phải tầm 60-70% trở lên cho anh chị mình. Rất là đẹp. 2014 cho tới đầu 2016 là chung một form anh chị ha. Form này thì chưa thấy lỗi thời gì hết á. Ra đường gặp chạy rất là nhiều, gia đình cũng có mà dịch vụ cũng có luôn anh chị ha. Trước mắt là cái sàn anh chị thấy là về anh em vệ sinh kỹ lắm anh chị. Kiểm tra sàn, xe mà có mùi á là phải lọt sàn, phải kiểm tra tại sao lại có mùi, nguyên nhân là phải xử lý. Còn xe á mà về á mà bình thường á cũng phải vệ sinh sàn cho thật là kỹ và đẹp anh chị ha. Ghế thì bọc da mới, trần thì còn trần zin luôn. Qua đó là cảm ơn rất là nhiều những anh chị mà đi xe mà gìn giữ đẹp chất. Tại vì thứ nhất là chiếc xe anh chị có giá trị, thứ hai sau này anh chị không dùng nữa, anh chị muốn chia sẻ cho người khác thì anh chị cũng thu lại được cái khoản tiền phù hợp với cái giá trị xe của mình. Và em bên em mà thu được những chiếc xe như vậy cũng vui lắm, mặc dù mua giá bằng hoặc là cao hơn thị trường luôn cũng vui. Tại vì xe chất lượng như vậy về mình kiểm tra, mình cam kết với khách hàng đó, rồi cái uy tín mình nằm trong đó. Nên rất là cảm ơn những anh mà xe mà đi mà gìn giữ chăm sóc kỹ anh chị ha. Rồi, mà anh chị cùng em qua đây xem keo chỉ bên đây luôn nè. Keo chỉ kiểm tra là nguyên zin nguyên bản hết anh chị ha. Dưới đây là dễ một chỉ nhất, nhưng mà kiểm tra là thấy còn rất là đẹp. Đó, cứ đến kiểm tra cùng em. Và những cái chi tiết này nè, chị cùng em xem nè. Hầu như là chỉ phai màu, phai một tí màu theo thời gian, theo năm tháng thôi, chứ còn lại là nguyên zin nguyên bản hết. Đó, những cái chi tiết này nè, chị đi phải kỹ, phải gìn giữ nó mới được đẹp như vậy. Tắp bi thì còn rất là đẹp luôn anh chị ha. Đó, mình đây cũng vậy nè,
Này, chị thấy không? Chị zin rồi dễ nhận biết lắm, chỉ cần sờ vào cảm nhận thôi. Còn cái nào mà mất chỉ hay là một chỉ là bên em chia sẻ cho chị mình luôn. Đó, đây. Rất là đẹp. Này. Bì rồi nè. Đó. Bây giờ nội thất là mình cũng xem rồi. Keo chỉ, cốp, cửa mình cũng xem rồi. Bây giờ em Huy mời anh chị xem cái động cơ của chiếc 215 xe gia đình sử dụng như thế nào và đang được bán với giá 358 triệu, liệu có hợp lý hay không anh chị ha. Đây, trước tiên kiểm tra là máy móc á thì nổ im ắng, ron nắp cò rồi anh chị thấy không? Đó. Đó, còn dấu luôn nè. Máy móc á thì nguyên zin nguyên bản, động cơ thì nổ im ắng và các cái chi tiết trong cái phần khoang máy anh chị mình thấy không? Thắng ABS là những cái chi tiết này nè. Đó. Nước sơn phía trong đây nè là còn sơn zin luôn nè anh chị. Đó, đây khung sườn phía trước cũng vậy, chưa không có cái dấu hiệu mà cấn đụng anh chị ha. Tại vì cái phần nguyên cái phần chỉ của cabo là chỉ nguyên zin luôn nè anh chị. Đó, cabo theo xe, chỉ của cabo thì nguyên zin ha. Đó anh chị thấy không, những cái này nè. Đó, xe gia đình về là mình chỉ việc kiểm tra vệ sinh lại thôi anh chị, là tại vì cái động cơ đi là người ta gìn giữ rồi, động cơ là cực chất rồi. Đó, kiểm tra nè. Đó, bảo hành anh chị, bao anh chị 3 tháng đổ hơi, nhận xe là em thay nhớt mới, lọc nhớt mới cho anh chị mình liền. Đó, máy móc là có cam kết bảo hành đầy đủ. Đó, xe này cũng vậy anh chị. Đó, đang bán với giá là 358 triệu, nhưng mà đầu tiên em Huy vẫn giảm lọc cho anh chị mình trước 10 triệu luôn. Đó, cái lọc để cho anh chị mình sắp xếp đến xem xe, rồi anh chị mình xem mà xe phù hợp, kiểm tra xe đúng chất lượng, xe phù hợp chốt xe, em Huy hỗ trợ thêm xăng cộ cho anh chị mình về nữa. Rồi anh chị mình đang có nhu cầu tìm kiếm một chiếc xe 8 chỗ ngồi bền bỉ, bảo dưỡng chăm sóc dễ dàng, giá cả hợp lý, thì hãy nhắc máy liên hệ cho em qua cái số hotline là 0777 55 2222. Em sẽ tư vấn cụ thể và chi tiết về những chiếc xe em vừa giới thiệu đến anh chị mình. Còn anh chị mình mà đã tin tưởng không có thời gian, mình có thể chốt xe qua số hotline và em sẽ giao xe tận nhà cho anh chị mình, đúng như những gì em diễn tả, không đúng như những gì em diễn tả, anh chị không mất tiền cọc và em thu hồi xe về luôn anh chị ha. Rồi tất cả các xe đều được hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc, cam kết bảo hành đầy đủ và bao quay đầu cho anh chị mình luôn. Rồi thôi, video em xin kết thúc tại đây. Dạ, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào.